bạch thế tôn có thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa xa lìa bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo mà cầu quả vị giác ngộ cao tột thì nên biết họ đối với sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột ấy hoặc chứng đắc hoặc chẳng chứng đắc vì sao bạch thế tôn vì các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa ấy xa lìa bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo nên đối với việc tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh ngự bát nhã ba la mật đa đều chấp thủ tướng Đối với việc an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh đều chấp thủ tướng. Đối với việc an trụ trơn như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, đều chấp thủ tướng đối với việc tu hành bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo đều chấp thủ tướng. Đối với việc an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo đều chấp thủ tướng. Đối với việc tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều chấp thủ tướng. Đối với việc tu hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ đều chấp thủ tướng. Đối với việc tu hành pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện đều chấp thủ tướng. Đối với việc tu hành năm loại mắt, sáu phép thần thông đều chấp thủ tướng. Đối với việc tu hành pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni đều chấp thủ tướng đối với việc tu hành mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, đều chấp thủ tướng. Đối với việc tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đều chấp thủ tướng. Bạch Thế Tôn do nhân duyên này nên các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa ấy đều đối với quả vị giác ngộ cao tội, hoặc chứng đắc hoặc chẳng chứng đắc bạch thế tôn do nhân duyên này nếu đại bồ tát muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột thì quyết định chẳng nên xa lìa bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo